Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách viết hoàn chỉnh một bài Writing Task 1 về chủ đề đó là sự chi tiêu của nước Anh và nước Pháp. Và đây là một biểu đồ cột. Các bạn có thể xem qua cái biểu đồ này thì các bạn có thể thấy đây là biểu đồ mà chúng ta đã sử dụng trong suốt quá trình học cái bài bảng. Vì vậy là các bạn có thể sử dụng những cái kiến thức, những cái bài tập mà các bạn đã làm và lắp ghép nó vào thành cái bài tập, thành cái bài văn hoàn chỉnh trong cái hai cái video cuối ngày hôm nay. Vậy thì trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học những cái gì? Mình sẽ giúp các bạn tư duy, các bạn brainstorm và những cái gì các bạn cần phải chuẩn bị mỗi khi mà tiếp cận một bài biểu đồ cột. Ok, đầu tiên như bình thường là các bạn, như thường lệ các bạn cần phải có một cái kế hoạch. Một cái kế hoạch để có thể viết một bài văn nó toàn đó một cách phong phú, chính xác và toàn diện. Toàn diện tức là các bạn phải miêu tả được các cái xu hướng chính của một biểu đồ cột hay là tất cả các biểu đồ nào đó. Đầu tiên các bạn phải xác định mình sẽ viết cái gì, cái gì. Trong một biểu đồ mà nó to như thế này thì các bạn cần phải chọn được những cái main features, tức là những cái xu hướng chính, những cái đặc điểm chính. Sau đó thì các bạn, sau khi chọn xong rồi thì các bạn cần phải miêu tả số liệu của từng cái đặc điểm đó. Mình không, tức là đôi khi các bạn không cần phải lặp đi, phải lặp lại. Thôi, cái này thì mình sẽ nói cụ thể hơn trong từng cái mục đằng sau. Tiếp theo là các bạn xác định được đã viết cái gì, thì các bạn phải biết được mình viết như thế nào. Tức là các bạn phải lựa chọn được những cái từ vựng để mà paraphrase cái đề bài. Cái đề bài ở đây chúng ta đang nói đến đó là expenditures of two countries. Như vậy thì ngoài cái từ expenditure ra thì các bạn còn có cái từ nào khác để miêu tả sự chi tiêu của một quốc gia hay là không? Ok, ngoài ra thì đó là cái paraphrase. Ngoài ra thì các bạn cần phải hiểu được là mình sẽ phải dùng những cái dạng ngữ pháp gì và những cái dạng từ vựng gì để miêu tả một biểu đồ cột. Vậy thì các bạn sẽ phải xem lại những cái thức mà mình đã học qua. Và cuối cùng là những cái vấn đề mà lặt vặt khác mà để đảm bảo cho một cái bài văn nó có sự mạch lạc. Ok, chúng ta đi vào cái mục đầu tiên đó là what to write. Chúng ta cần phải nhìn vào biểu đồ cột. Đầu tiên là các bạn phải biết là cái overall trend là nó ở đâu. Đầu tiên các bạn sẽ viết một đoạn mở bài, sau đó các bạn sẽ đưa ra cái overall trend. Overall trend hoặc là overall features cũng thế cả. Nếu biểu đồ dây thì là trends, mở đồ cột là features. Các bạn tìm những cái main features của cái biểu đồ đó. Sau đó trong cái đoạn 2, đoạn 1 và đoạn 2 thì các bạn đưa ra số liệu cụ thể hoặc là so sánh những cái chi tiết nhỏ hơn một chút. Ok, vậy thì những cái main features là những cái gì? Như mình đã vừa nói qua, trong cách tư duy hay là cách tiếp cận đến một cái biểu đồ cột thì các bạn luôn luôn tìm đến đó là cái mục to nhất, cái mục nhỏ nhất, những cái cột mà nó khác biệt lớn nhất và những cái cột tương tự giống nhau, tương đồng giống nhau. Vậy thì nếu mà các bạn đi qua từng những cái features này thì luôn luôn là có rất là nhiều ý để mà viết. Và tương tự như vậy là cũng sẽ có rất là nhiều ngữ pháp để các bạn áp dụng được vào. Tiếp theo là các bạn cần phải biết được là mình sẽ viết như thế nào. Đầu tiên là paraphrase. Chúng ta có thể thấy đó là nội dung chúng ta miêu tả đó là expenditures. Và nhiệm vụ của chúng ta là cần phải tìm được hai sự thay thế cho cái từ expenditure. Và các bạn thử tìm xem là cái từ dựa trên những cái từ vựng các bạn đã biết, thì ngoài từ expenditure tức là chi tiêu ra, các bạn còn những cái từ nào khác để miêu tả sự chi tiêu của một quốc gia. Tiếp theo đó là về từ vựng thì các bạn cần phải hiểu được là trong một bài viết cột thì chúng ta phải dùng so sánh rất là nhiều. Và các bạn cần phải nhớ lại những cái trạng từ để miêu tả so sánh. Ví dụ như là hơn nhiều thì chúng ta dùng từ gì, mà là hơn ít thì chúng ta dùng từ gì. Nếu mà miêu tả so sánh bằng chẳng hạn thì chúng ta có những cái từ gì để so sánh bằng. Nếu mà cao gấp đôi hay là cao bằng một nửa chúng ta có cái từ gì. Chúng ta tất cả những cái vấn đề đó là thuộc về trạng từ về trong so sánh. Những cái trạng từ đó sẽ làm cho cái bài so sánh của bạn nó có nhiều màu sắc hơn, chứ không đơn thuần chỉ là miêu tả cái nào là cao hơn và cái nào là thấp nhất nữa. Tiếp theo đó là các bạn phải thuộc, không hẳn là thuộc mà các bạn phải thành thạo những cái cách để mà đưa ra nhiều số liệu cùng một lúc. Mình có thể tổng hợp lại một chút, đó là số lượng nhiều hơn một chút thì các bạn có thể dùng từ comparison này. Comparison tức là các bạn bảo là A cao hơn B, sau đó các bạn đưa ra số liệu của A và B. Tiếp theo là các bạn có thể dùng từ why hoặc là whereas, đúng không? Các bạn có thể từ compared to hoặc là một cách đơn giản hơn đó là respectively chẳng hạn. Còn có vấn đề nào khác thì các bạn cần phải xem lại cả bài thì mới có cái hệ thống hơn được. Nhưng mà
cơ bản là các bạn cần phải có khoảng 4 cách như thế này. Ít nhất nhé, ít nhất là các bạn có 4 cách để mà đưa ra số liệu. Và 4 cách là khá là đủ cho một bài writing task 1 với 150 chữ. Ok. Những cái vấn đề khác như là cách để mà chuyển đoạn, đúng không? Nếu mà hai đoạn mà nó tương phản với nhau thì chúng ta phải dùng từ gì? However chẳng hạn, hai đoạn mà nó tương tự giống nhau chẳng hạn thì chúng ta dùng từ likewise hoặc là similarly, hay là để mà giới thiệu cho một cái nội dung gì mới chúng ta có từ là as for hay là with regards to. Tất cả những cái vấn đề ấy, các bạn đều phải ôn lại thì mới có một cái bài văn nó hoàn chỉnh được. Cho nên là trước khi bắt đầu viết thì các bạn cần phải tổng hợp lại, có một cái trang giấy tổng hợp lại tất cả những cái gì mà các bạn đã học được trong cái playlist này và cố gắng áp dụng thật là nhiều những cái kiến thức đó. Bởi vì những kiến thức mà mình đã tuyển chọn trong cái playlist này là những kiến thức mà các bạn dễ áp dụng nhất và không thể tránh đi đâu được. Cho nên là nếu mà có một kiến thức nào đó mà mà các bạn vẫn chưa áp dụng được thì chứng tỏ là các bạn vẫn chưa thành thạo nó lắm. Ok, tiếp theo đó là các bạn sẽ, mình sẽ miêu tả kỹ hơn là các bạn phải viết gì. Introduction thì quá là rõ ràng rồi. Introduction thì mình đã có hẳn một bài về cách viết introduction. Overall trend thì mình đã miêu tả trong cái bài cách để mà tư duy, cách tiếp cận cho một cái biểu đồ cột. Thì các bạn tìm khoảng 2 đến 3 overall trend, overall feature, 2 đến 3 main features đi, cho nó đỡ bị nhầm sang biểu đồ dây. Main features. Ok, và trong đoạn 1 và đoạn 2 này thì các bạn sẽ compare là 1 này. Compare là cái vấn đề quan trọng nhất nhé. Là yếu tố đầu tiên số 1. Là các bạn cần phải so sánh cái nào bằng cái nào cao hơn cái nào. Là cần phải đưa ra so sánh số liệu và đưa ra data và cần sử dụng complex data. Và các bạn chú ý những cái yếu tố như là signposting. Signposting là cái gì thì mình đã có hẳn một bài cho các mọi người rồi để mà tăng cái sự mạch lạc trong bài. Đó, vậy thì mình nghĩ là nếu mà các bạn đi thông qua những cái bước mà mình vừa giới thiệu qua thì chắc chắn là các bạn sẽ có một bài viết là rất là mạch lạc này, rất là đa dạng về ngữ pháp này, miêu tả tất cả những cái yếu tố chính trong một bài, đảm bảo task achievement, tức là đạt được cái yêu cầu của đề bài. Và cuối cùng là các bạn có thể đặt dùng những cái từ vựng khá là nâng cao mỗi khi mà dùng các cấu trúc so sánh. Đó, thì các bạn, hơn nữa các từ vựng nó cũng phụ thuộc vào nhiều cái nền tảng của các bạn. Ví dụ như là từ expenditure chẳng hạn, là các bạn thử nghĩ xem là có bao nhiêu cách để mà paraphrase từ expenditure. Nếu mà các bạn không có cách nào khác thì đành phải dùng từ expenditure dùng đi dùng lại vậy. Nhưng tất nhiên đấy không phải là cái đấy không phải là sự lựa chọn tối ưu, đúng không? Cho nên là các bạn hãy thử nghĩ xem nó là có cách nào để mà thể hiện cái từ vựng của mình trong một bài writing task 1 hay là không, bằng cách đó là thay thế cái từ expenditure bằng những cái cấu trúc khác nó hay hơn và bổ sung những cái từ vựng hay trong những cái cấu trúc so sánh. Ok, vậy thì các bạn hãy thử tổng hợp lại tất cả những kiến thức các bạn vừa học, sau đó thì ôn tập lại và thử viết một cái bài bài đây, miêu tả và so sánh những cái sự chi tiêu giữa nước Pháp và nước Anh trong các cái mục như là ô tô, máy tính và camera gì gì đó. Đó, vậy thì đầu tiên các bạn biết main feature này, các bạn viết cao nhất, thấp nhất, sự khác biệt lớn nhất và không đáng kể. Sau đó các bạn có thể thử so sánh từng cột một. Cái cột nào mà so sánh, nhưng mà so sánh thì không phải là giống nhau. Các bạn cần phải nhìn thấy cái nào là nó khác nhau. Ví dụ như là ca thì đường màu cam cao hơn đường màu xanh. Chuyển sang cái đoạn khác thì các bạn cần phải chú ý là vừa nhấn mạnh được là đường màu cam này là cao nhất. Nhưng mà chuyển sang đoạn khác thì các bạn có thể dùng từ by contrast để mà miêu tả sự tương phản. Là đường màu trong cái vấn đề perfume thì cái nước Pháp lại cao hơn nước Anh chẳng hạn. Đó, nói chung là có nhiều cách để các bạn miêu tả được cái biểu đồ này. Nhưng quan trọng là các bạn cần phải ôn lại những kiến thức mà các bạn đã xem qua thì chúng ta mới có thể đi vào miêu chi tiết được. Ok, vậy thì mình hy vọng các bạn tổng hợp lại những kiến thức mình đã học và thử viết một cái bài đầy đủ, một cái bài trọn vẹn trong cái phần comment, và mình sẽ chữa cho từng bài để xem là các bạn đã nắm bắt được những kiến thức trong playlist này đến đâu. Ok, hy vọng các bạn chép bài, các bạn tổng hợp lại những kiến thức và làm bài tập trong phần comment để mình có thể chữa và đảm bảo là các bạn đã nắm bắt được những kiến thức này một cách hiệu quả nhất nha.